Thân chào anh em, chào mừng anh em đã trở lại kênh của mình. Nếu anh em là một trong những người đang bắt đầu làm YouTube, video của anh em lèo tèo dài 3 view, muốn cải thiện view, tăng view hợp pháp và miễn phí, thì mời anh em theo dõi tiếp video này, mình sẽ chia sẻ cho anh em. Mình đang chia sẻ cho anh em bằng điện thoại hệ điều hành Android nghe anh em. Ứng dụng mà mình nói là ứng dụng này, Tubi Rocket, cũng được nhiều anh em khác chia sẻ rồi. Mình đã sử dụng và thấy nó hiệu quả nên mình chia sẻ lại cho anh em. Ưu điểm mà mình cảm nhận được nè anh em. 1. Chạy auto, tức là video nó tự chuyển luôn nghe anh em. Thứ hai, không tụt hoặc là tụt rất là ít. Thứ ba, hoàn toàn miễn phí. Thứ tư, xác suất được view cao, ví dụ anh em chạy 1.000 view sẽ nhận được khoảng 800 đến 900 view nghe anh em. Để bắt đầu hướng dẫn, anh em tải về giùm mình cái ứng dụng này, Tubi Rocket. Anh em mở ứng dụng Tubi Rocket lên, anh em chọn đăng nhập bằng Google, chọn cái tài khoản Gmail rồi đăng nhập vào nghe anh em. Sau khi đăng nhập, nó sẽ xuất hiện một cái giao diện thế này, Su Rocket, tức là su mình nhận được khi xem video của người khác nghe anh em. Và thời gian phát, tức là xem hết cái thời gian này, anh em sẽ được nhận cái số xu thưởng ở đây. Anh em cứ để cho em như vậy, khi hết video này nó sẽ chuyển sang một cái video khác, mình không cần nhấn gì hết nghe anh em. Sau khi kiếm được nhiều xu rồi, anh em vào cái chỗ danh sách nè, để thiết lập tăng view cho video của mình. Bây giờ anh em chọn tải video lên, cái chỗ liên kết video, anh em muốn tăng view cho video nào thì dán liên kết vào đây. Cái chỗ lượt xem nè, anh em muốn bao nhiêu lượt xem, cái đó là tùy chọn anh em. Anh em kéo nó ra là tăng nó lên. Số giây phút cũng vậy, số giây phút là cái thời gian mà anh em muốn phát cho cái video đó. Su Rocket của bạn, tức là su anh em có hiện tại. Chi tiêu, tức là khi thiết lập cái lượt xem và số giây phút, nó sẽ hiện cái số su mà anh em phải trả cho video cần chạy view nghe anh em. Bây giờ mình làm một video cho anh em xem nè. Vào YouTube lấy link video muốn tăng view. Dán vào liên kết video. Còn lượt xem và cái số giây phút này mình để vậy luôn nghe anh em. Anh em muốn bao nhiêu thì tùy chỉnh. Rồi, chi tiêu 600. Xong rồi anh em chọn tải lên video. Vậy là xong. Chỉ việc đợi nó chạy thôi nghe anh em. Anh em thấy 0 trên 10 nè. Nào mà 10 trên 10 là chạy hết rồi. Còn phần cái tài khoản bên đây, anh em tự tìm hiểu nha. Mình kết thúc cái nội dung ở đây. Nếu anh em thấy thích, nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nghe anh em. Chúc anh em nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp của mình. Xin chào.